흩숨기는 빛 나를 죽이는 거야 거짓도 내 맘에 불시침만 하면 거야 왜 시간이 여행 없어 어째서로 내 약하잖아 슬픈 아픔도 함께 물어 쉬는 거야 좋아 이제 나를 잊을 수 있게 거기까지 살아나답게 Can nobody stop me now No, try me 나의 여긴 원하면 두가 허벌처럼 왜 나만 몰라 정말 미친 거냐 넌 왜 예뻐 놔두고 가시나 놔두고 떠나가시나 그랬을까 떠나가시나 같이 가자고 어색해 보 가시나 가시나 날카로운 넘어거나 가격 속에 올 거야 몇시나 내 모습 위로 깊숙이 파고든 거야 yeah. 이미 꺾인 거잖아 그럼 미안해 하지마 저만 꺾인 건 지금 내가 아는 바로 너야 좋아 이제 나를 잊을 수 있게 거기까지 살아나답게 Can nobody stop me now No, try me 너의 여긴 원하면 두가 허벌처럼 왜 나만 몰라 정말 미친 거 아냐 넌 왜 예뻐 놔두고 가시나 떠나가시나 그래서 떠나가시나 같이 가자고 계속 해놓고 가시나 가시나 너는 젖고 나는 피었어 It is over I see it around 다 해도 지금 당신은 없이 밀쳐 산슬 속옷 같이 아마 생각해봐 너 미친 거 아냐 넌 Dành cho Lily. Cảm ơn các bạn dancer rất là nhiều. Trời ơi. Wow. Thần thái quá. Sexy quá. Anh nhảy nãy giờ được kết thúc tiết mục vẫn còn nhảy. Xin chào. 안녕하세요. 안녕하세요. 감사합니다. So much. Khang xí xí. 감사합니다. Là cảm ơn tiếng Hàn Quốc mà còn thêm có chữ so much. Đó là sao? Mở. Mô? Mô là Mô là Mô là là Chính à. Bây giờ mời giám khảo Mỹ Linh nhận xét đầu tiên nè. Dường như là hôm nay Linh Linh mới chọn được một cái nhân vật mà gần với bản thân mình nhất. Lúc trước thì có Taylor Swift. Cũng chưa thấy bộc lộ gì ghê gớm. Dạ. Nhưng mà hôm nay là nó sexy, nào là nữ tính, nào là nói chung là hôm nay em làm rất là tốt á. Tôi nghĩ là 7 bài lần trước thì đây là bài tốt nhất của em ấy. Vũ đạo này kia là em đã tập rất kỹ càng. Những cái bước nhảy bút một phát từ dưới đất lên trên cái bàn nhẹ như là không ấy nhỉ. Xong rồi mặt trời ơi, diễn nghe giỏi. Nói chung là chị nghĩ là hôm nay chị không có lời nào để chê em đâu. Chị thấy tiết mục của em rất là hay, rất là giống. Em cảm ơn chị ạ.
Thực sự là khi mà đoán vào Sunmi một cái này cũng hơi sợ, thì em không biết gì về Sunmi cả, vì thực sự em cũng ít nghe nhạc K-pop, và em cũng cố tìm được cái bài hát này và có cả vũ đạo cả nhảy luôn. Và em quyết định là em sẽ cố gắng làm tốt, bởi vì từ trước nay là em chưa có một tiết mục nào mà vừa nhảy vừa hát từ đầu đến cuối cả. Và em muốn mọi người thấy được một cái hình ảnh mới trong em. Chị nghĩ là hình ảnh này rất là phù hợp với em á, nên chị thấy rằng là cũng may cho em mà em bốc được nhân vật này để em có thể thể hiện được bản thân mình. Dạ vâng ạ. Em cảm ơn giám khảo Huyền Linh rất nhiều ạ. Con xin mời cô Kim Xuân ạ. Cái bài này thì cô Xuân thấy là cô này cũng chỉ có một lần cười duy nhất là lúc mang giày nè. Đúng rồi ạ. Cô rất là xui. Hồi nãy cái lúc mà cô canh con đó, cô canh để coi là nguyên cái đoạn con đoạn nó cười không. Người múa đứng ngay trước mặt cô vậy nè. Cô không thấy được con cười. Nhưng cái nét lạnh lùng của Linh Ly trong cái nhân vật này nó rất là phù hợp. Và cũng giống như cô Linh nói, đang ngại là không biết là con sẽ thể hiện quyến rũ như thế nào trong một cái bộ đồ nó khá là sexy. Nhưng mà bữa nay Linh Ly hết sức mình. Thú vị lắm. Về diễn xuất nè, rồi về giọng ca của con nè, về hình như là con buông lỏng cơ bắp và con rất là thoải mái với nhân vật này. Chỉ biết khen thôi. Cảm ơn con tiết mục này và cô lại chờ tiết mục sau nữa. Dạ, vâng ạ. Con cảm ơn cô ạ. Xin chúc mừng Linh Ly. Và ngay sau đây bạn sẽ được nghe lời nhận xét đến từ giám khảo Đại Nghĩa. Sunmi thì chúng ta cũng biết cô ấy là cựu thành viên của nhóm Wonder Girls. Cái hay của cô ta là ngoài một cái gương mặt đẹp, một cái vóc dáng gợi cảm ra, thì cô ấy biết sử dụng hình thể của mình để có thể truyền tải được cảm xúc của mình đến với khán giả. Mặc dù lạnh lùng đó nhưng mà vẫn thấy quyến rũ. Thì ở đây em làm được cái tinh thần đó. Còn về cái giọng hát, giọng của Sunmi thì trong hơn đó, cao giọng, hơn cao hơn. Còn giọng của Linh ấy, thì vẫn nghe ra cái âm sắc dày, nó là của Linh Ly từ xưa đến giờ. Nó chưa có trong trẻo được như giọng của cô ta. Vì vậy để bắt chước được cái giọng của cô ta thì chưa tới. Nhưng mà về những cái mặt khác, hình thể và vũ đạo, cái tinh thần của cô bà hát em làm rất tốt. Chúc mừng em Linh Ly. Dạ, em cảm ơn anh ạ. Cảm ơn ba vị ban giám khảo rất là nhiều. Và một lần nữa chúc mừng Linh Ly. Dù như thế nào đi chăng nữa thì ngày hôm nay bạn đã hoàn thành xong tiết mục một cách rất trọn vẹn. Cảm ơn bạn.